Vâng, kính thưa các chủ đại lý, các cửa hàng đang bán lẻ đèn điện và đèn năng lượng mặt trời tại các quận huyện, tỉnh thành trên toàn quốc. Nhân dịp năm mới thì Thiên xin thay mặt công ty Ánh Sáng Rolex xin kính chúc quý đại lý, quý khách hàng một năm mới dồi dào sức khỏe, thật nhiều may mắn và đặc biệt là mua mau bán đắt trong năm 2021 này. Cũng như quý đại lý đã biết thì hiện nay ở trên thị trường có rất là nhiều thương hiệu đèn điện, đèn năng lượng mặt trời. Quý đại lý cũng dễ dàng tìm được cho mình một thương hiệu, một nhà cung cấp sao cho cái mục tiêu của mình là bán hàng được lãi cao, số lượng hàng hóa bán ra được nhiều. Tuy nhiên thì cũng còn ba cái vấn đề mà các đại lý, các chủ cửa hàng mình cần phải quan tâm, đó chính là thứ nhất là cái hàng hóa của mình bán nó có được độc quyền ở tại cái khu vực mình bán hay không, ít nhất là ở huyện hoặc tỉnh. Cái thứ hai chính là cái chất lượng hàng hóa nó có được bảo đảm hay không, cái tuổi thọ của nó có bằng với lại cái thời gian bảo hành của nhà sản xuất hay không. Và cái thứ ba là cái điều quan trọng nhất chính là cái chế độ hậu mãi, chế độ bảo hành của cái nhà cung cấp cho các đại lý có được chu đáo, nhanh chóng hay không. Khi Thiên nói đến đây thì các đại lý mình hơi giật mình phải không ạ? Bởi vì hiện nay các cái dòng đèn điện, đèn năng lượng mặt trời trên thị trường thì khó có đáp ứng đủ ba cái tiêu chí này. Tại vì các cái sản phẩm thì hầu như là bán tràn lan, ai mua thì cũng bán. Các cái nhà cung cấp họ không bảo vệ độc quyền được cho cái vùng, cái miền của đại lý mình bán. Và cái thứ hai nữa là sản phẩm không có tên tuổi, không có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chính vì vậy mà sau khi bán một thời gian thì bị khách hàng quay lại họ mang vốn. Và đa số là các nhà cung cấp hầu như họ quay lưng lại với đại lý của mình để cho đại lý của mình chịu trận. Vâng, công ty Ánh Sáng Rolex chúng tôi chuyên thiết kế, sản xuất, nhập khẩu và phân phối các cái dòng đèn điện, đèn năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời mang thương hiệu Rolex. Sản phẩm của chúng tôi đã bán ra thị trường hàng triệu chiếc và đang được rất nhiều khách hàng tin tưởng ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Công ty chúng tôi chuyên thiết kế, sản xuất và phân phối cho các cái cửa hàng, các cái đại lý đang bán lẻ ở tại các cái khu vực quận, huyện, tỉnh thành trên toàn quốc. Và đặc biệt chúng tôi chuyên cung cấp cho các đại lý, các cái cửa hàng bán độc quyền cái sản phẩm mang thương hiệu Rolex của chúng tôi. Về chính sách bán hàng và làm đại lý bán lẻ của công ty Rolex chúng tôi như sau. Chúng tôi bán hàng theo chủng loại, mỗi loại quý khách hàng chỉ cần lấy 5 sản phẩm trở lên là được. Về giá thành thì chiết khấu thì sẽ hưởng theo quy định của công ty. Ngoài ra quý khách còn được hưởng thêm phần trăm doanh số hàng tháng, hàng quý. Đối với các đại lý muốn làm đại lý độc quyền ở khu vực huyện thì chúng ta chỉ cần đạt doanh số tối thiểu là 20 triệu đồng một tháng. Đối với các đại lý ở khu vực tỉnh thì chúng ta chỉ cần doanh số là 200 triệu đồng là chúng ta có thể độc quyền ở cái khu vực tỉnh đó rồi. Đối với các cái nhà phân phối lớn muốn độc quyền ở khu vực nhiều tỉnh thành thì bên công ty sẽ ngồi lại bàn bạc để chốt cái doanh số cụ thể đối với nhà phân phối. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa miễn phí tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các đại lý, các cái chủ cửa hàng ở khu vực huyện, tỉnh thì chúng tôi sẽ chở hàng ra tới trên xe hoặc đơn vị vận chuyển do quý khách chỉ định để gửi về cho quý khách. Về chính sách bảo hành, công ty Rolex chúng tôi bảo hành chung cho các dòng sản phẩm là 2 năm. Năm đầu tiên chúng tôi sẽ đổi mới một đổi một hoàn toàn cho quý khách để quý khách đổi trả. Và năm thứ hai thì chúng tôi sẽ bảo hành trực tiếp hoặc gián tiếp, hỗ trợ các cái linh kiện để cho quý khách thay thế cho khách hàng một cách chu đáo và nhanh chóng nhất. Vâng, công ty Ánh Sáng Rolex chúng tôi chuyên cung cấp
nhập khẩu, thiết kế và phân phối các cái dòng đèn năng lượng mặt trời như là đèn pha, đèn đường, đèn sử dụng trong nhà, đèn camera, máy phát điện năng lượng mặt trời. Chúng tôi đang cần tìm các đại lý đại diện thương hiệu độc quyền ở tại các khu vực quận, huyện, tỉnh thành trên toàn quốc. Nếu quý khách hàng, quý đại lý có nhu cầu làm đại diện nhà cung cấp phân phối độc quyền của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline 0979059333 để chúng ta cùng nhau ký kết hợp đồng làm ăn lâu dài và cùng nhau phát triển bền vững. Cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video này. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý đại lý, quý chủ cửa hàng tại các quận, huyện, tỉnh thành trên toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.